Hello, xin chào tất cả mọi người, chào tất cả cô chú, anh chị và các bạn. Ngày hôm nay mình có một cái sự việc muốn chia sẻ với tất cả mọi người. Là hai ngày hôm nay thì trên YouTube và cũng như trên Facebook có rần rộ một cái chuyện là cái khu măng thông đó là như thế nào. Đây, mình có một cái con búp bê đây. Và cái con búp bê này là chỉ là búp bê thường thôi, chưa có được pháp sư làm phép và cũng chưa có phải là khu măng thông. Thì mình đưa một cái minh chứng cho các bạn thấy là mình muốn nói lên là có nhiều người thắc mắc là không biết là khu măng thông có cái thực sự là có cái phép thần thông đến nỗi là có thể giúp con người mình có thể giàu sang hơn được hay không. Thì ngày hôm nay mình sẽ giải thích và cặn kẽ và những cái điều ẩn khúc giống như cũng như là những cái bí mật mà họ không bao giờ cho mình biết. Thì các bạn hãy xem video và chờ. Bây giờ mình sẽ nói về cái chuyện là khu măng thông là xuất phát từ đâu. Thì khu măng thông này là xuất phát từ ở bên Thái Lan. Thì ở bên Thái Lan về ngày xưa thì có một cái ông pháp sư đó, ổng có một cái người con gái và khi mà có cái anh chàng đó đến học pháp thuật của ổng thì ổng mới quý mến cái chàng trai đó và ổng muốn gả cái cô gái của mình, con gái của mình cho cái chàng trai đó. Cho nên theo kiểu là ổng yêu quý cái chàng trai đó đến nỗi là ổng muốn gả cái cô gái đó cho cái anh chàng này. Và khi mà hai người lấy nhau thì một thời gian sau thì bắt đầu cái ông pháp sư cha đó với cha vợ đó với cái chàng rể thì mới có sự xích mích. Thì hai bên bắt đầu mới có cái chuyện xích mích và ông đó ổng mới lập mưu ra và muốn giết cái chàng trai này với con gái của mình. Hai người cùng nhau hợp tác để giết cái chàng trai này. Thì cái cô vợ của cái anh chàng đó thì cũng hợp tác với cha mình luôn và để lập mưu giết cái anh này. Nhưng mà khi mà anh này phát hiện ra được, kêu bằng cái mưu sự bất thành á, thì bắt đầu cái anh chàng này ảnh biết được và bắt đầu ảnh nổi cơn thịnh nộ lên và ảnh giết người cha vợ cũng như là giết luôn cái người vợ luôn. Thì trong cơn nóng giận đó thì cô vợ đó là đã mang thai, một cái thời kỳ mang thai, nhưng mà em bé vẫn chưa có đủ lớn để sanh. Thì bắt đầu anh ấy mới moi bụng của cô vợ ra và bắt cậu bé trong cái bụng ra. Và bao nhiêu quốc ẩn thì ổng mới lên lập một cái đàn và ổng làm phép trên cái xác của con ổng. Và ổng làm ổng sấy khô đứa bé luôn và ổng làm phép là cho đứa bé thành một là tinh, một kêu bằng một cái quỷ tinh đi, quỷ tinh linh á, đặt cái tên của nó gọi là quỷ tinh linh. Thì ổng mới làm cậu bé thành một quỷ tinh linh để ổng luôn đi đồng hành với ổng và cũng như là có thể giúp ổng gia tăng năng lực để có thể làm pháp sư tốt và giỏi hơn. Đó là cái chuyện nó xuất phát từ đó. Và cái ở bên Việt Nam mình á, thời gian sau bắt đầu họ theo kiểu là phong trào hay là sự tham lam của họ nhiều quá thì bắt đầu họ mới bắt đầu nuôi khu măng thông. Thì cái khu măng thông đó là chỉ để dành cho pháp sư thôi, vì họ cái người mà nuôi khu măng thông á là họ có được cái pháp thuật và họ có được những cái bùa phép để có thể yểm bùa những cái linh hồn đó và cũng như là họ giống như là họ sai khiến được cái linh hồn đó và một điều nữa là cái linh hồn đó không có hại họ được. Còn khi mà mấy cái người giàu á thì họ bắt đầu cái lòng tham của họ nhiều quá, bắt đầu họ mới mua lại, giống như là họ đặt một cái số tiền thật là lớn đặt cho pháp sư làm cho mình một khu văn thông để có thể là mang lại sự giàu sang cho mình. Thì cái đó cũng xuất phát từ cái lòng tham của một con người thôi. Thì bắt đầu cái những cái người giàu sang họ mới truyền tay với nhau và bắt đầu có thêm một phong trào là nuôi cua măng thông. Nhưng mà cái điều mà cái người nuôi cua măng thông á, mình không biết là họ như thế nào, nhưng mà đối với mình, ở nhà của mình và ông nội của mình là một pháp sư, là ông nội mình là nuôi
cái gì Thiên Linh Cái. Thì các bạn biết không, Thiên Linh Cái nó cũng giống như là Khu Măng Thông vậy đó, nhưng mà Thiên Linh Cái là một ông thầy pháp, họ phải đi, ví dụ như họ biết ở cái khu vực nào đó có một cô gái trinh nữ chết chết trẻ, thì họ đến nơi đó và họ khai quật cái mộ của cái cô gái đó, và họ chặt đầu cái cô gái đó về và nuôi làm luyện Thiên Linh Cái. Thì nó cũng giống như là Khu Măng Thông, thì Khu Măng Thông là một đứa bé, còn Thiên Linh Cái là một thiếu nữ. Thì cái tình tự nó cũng giống như vậy, cho nên mình nói lên đây là mình hiểu được những cái điều này và mình nói cặn kẽ cho tất cả mọi người biết. Thì cái quá trình nuôi Khu Măng Thông á, là các bạn phải phải làm phép cho nó và các bạn phải nuông chiều nó. Vì á, các bạn biết không, khi mà mình nuôi một cái đứa con nít, thì một đứa con nít các bạn biết không, đôi khi nó nghịch nó phá, mình còn rầy còn la nó được, nhưng mà đối với Khu Măng Thông thì điều đó các bạn không không được quyền phép làm. Tại vì á, các bạn chỉ được quyền chiều chuộng và yêu thương nó và làm theo những điều nó muốn, chứ các bạn không thể nào mà có thể gầy la hay là áp đặt nó làm bất cứ chuyện gì. Ví dụ như điều đó các bạn không thích, nhưng mà điều đó là nó thích, nó sẽ bắt bạn làm. Tại vì ở nhà mình á, ông nội mình là ổng là thầy pháp, thì khi mà mẹ mình làm dâu á, thì mẹ mình có lao bàn thờ và thấy ông nội mình có đậy một miếng khăn đỏ ở trên cái bàn thờ. Thì bữa đó mẹ mình lau dọn chùi để đón Tết, mẹ mình mới không biết, mẹ mình dỡ cái khăn đỏ lên để lau cho nó sạch cái bàn thờ. Thì mẹ mình hết hồn khi thấy một cái sọ người, là tại vì có nhiều cái xong từ đó chứ sao, mẹ mình mới tò mò và tìm hiểu. Tại vì trước lúc đó về làm dâu, mẹ mình đã có thấy ông nội mình hay ngồi nói chuyện á, nói là mấy đứa giỡn gần gần à đó. Là mọi người biết không, là cái người mà nuôi nuôi Thiên Linh Cái, là khi mà họ nuôi cái con Thiên Linh Cái đó là họ phải thề là không lấy vợ nữa, nó chấp nhận làm vợ bé của cái người bắt họ về đó. Tại vì trước khi mà họ bắt cái người Thiên Linh Cái đó về thì họ phải có nhiều phép thuật lắm, và họ họ phải đấu với nó. Khi mà họ đấu thắng nó thì họ mới bắt nó về nuôi được. Và khi mà nuôi á, thì các bạn, cái người mà nuôi Thiên Linh Cái, là từ cái lúc mà họ bắt cái con Thiên Linh Cái đó cho đến khi mà họ chết là họ không được quyền có vợ nữa. Các bạn hiểu không, là nó không cho mình có vợ, là nói giống như là nôm na là một sự ganh tị á, nó không thích bạn yêu thương ai ngoài nó nữa. Cho nên khi mà ông nội mình nuôi những cái con Thiên Linh Cái đó, thì trước tiên ví dụ như bạn phải nói thật với nó, ví dụ như giờ bạn bắt nó là bạn phải nói là ừ, tao có bao nhiêu người vợ và người nào tao đã bỏ và hiện tại tao đang ở với ai. Ví dụ như các bạn bạn đang đang nuôi một con Thiên Linh Cái nữa, thì bạn phải nói với nó là tao đang nuôi một con Thiên Linh Cái đó và bây giờ tao muốn mày về làm vợ bé tao nữa. Tại vì những con Thiên Linh Cái đó thì nó sẽ làm bé của cái người mà nuôi nó đó, thì nó mới chịu về. Và nếu như mà nó chịu về thì nó mới phục tùng mình. Và khi mà ông nội mình á, ổng nuôi như vậy, thì có những cái việc á, là ông nội mình cho nó đi coi. Ví dụ như ngày hôm đó là ổng 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 coi coi cái gì cho ai đó, thì ổng mới sai những đứa đó đi lại cái nhà đó và giống như là lùng sục tất cả mọi góc cách trong nhà vậy. Ví dụ như cái ông đó đi, ổng lại nhà ông nội mình, ổng nhờ là con làm mất bao nhiêu chỉ vàng vậy đó, mà bây giờ con không biết là ai lấy và con cũng không biết là người trong nhà hay người ngoài lấy. Thì cái con tiên Thiên Linh Cái đó nó sẽ là người đi tìm cái món đồ cho cái chủ nhân đã mất, và ông nội mình sẽ là người chỉ điểm cho cái người đó và biết được là mất rồi hay là có thể lấy lại được. Đó là cái chuyện giống vậy đó. Thì Thiên Linh Cái cũng giống như Thiên Linh Cái và Khu Măng Thông nó cũng giống như nhau, nhưng mà Khu Măng Thông á thì nó thuộc loại là một đứa bé, thì các bạn chỉ được quyền cưng chiều nó thôi, các bạn không được quyền ra điều kiện với nó và cũng không được quyền gầy la nó. Tại vì các bạn biết không, khi một đứa con nít mình nuôi, ví dụ như nó đang giận như mình đi, thì mình la nó là nó sẽ giãy, nó không, nó làm như thế nào đó để mình chiều nó. Và nếu như mà mình không chiều nó, mình hầm hừ lại nó thì nó sẽ sợ.
Còn á, đối với Khu Văn Thông á, là bạn là một người bình thường. Bạn là một người bình thường thì bạn không có cái điều gì để nó phải sợ bạn cả. Thì hầu như là bạn phải sợ nó, tại vì cái quyền năng của nó nhiều hơn mình. Khi mà nó được luyện, khi mà nó được luyện thành con thiên linh cái đó, là trong đó nó là một là nếu như tùy theo pháp sư họ nuôi. Nếu như một người pháp sư mà họ nuôi gọi là kêu bằng lành á, hiền á, thì cái điều này nó thuộc loại là giống như nó là tà đạo rồi. Thì nó, dù hiền đi chăng nữa nó vẫn là tà đạo, là một cái điều không nên sử dụng nhiều. Mà cái người mà người họ nuôi hiền á, thì cái con thiên tinh cái đó nó sẽ giúp bạn nhiều hơn. Và nếu như mà các bạn luyện con thiên khu mang thông đó mà dạng dữ á, thì nó sẽ là một con quỷ dữ. Các bạn hiểu không? Nó giống như là hai loại, một là loại dữ, hai là loại hiền. Mà nếu như thật sự mà các bạn luyện theo loại hiền á, thì nó có thể giúp bạn đơn giản thôi, và cái sức mạnh của nó không có đủ lớn. Nhưng mà nếu như các bạn nuôi nó theo cái dạng quỷ dữ á, thì nó cái sức mạnh của nó rất là lớn và nó có thể làm bất cứ điều gì mà các bạn muốn. Nhưng mà cái giá phải trả là rất là cao. Thì các bạn biết đi, ví dụ như bây giờ mình nuôi một con cung ăn thông thì mình cũng trả cái giá rất là cao để mình đem nó về nhà. Mà trong khi một con người mình dọn về một cái nhà nào đó, mình đã thấy sợ khi mà mình có một cái sự hiện diện vô hình nào đó ở trong nhà mình. Nhưng mà ở một cái điều lạ đời ở đây là mình thấy là có nhiều người lại mang cung ăn thông về nuôi. Nó là một linh hồn, và một linh hồn đó đã được ếm rồi, và linh hồn nó sẽ không bao giờ được siêu thoát. Các bạn nên biết là Khu Mang Thông là một loại linh hồn đã chết, và cái linh hồn đó đã bị ếm vào con búp bê và không được siêu thoát. Thì tất nhiên là nó cứ quẩn ở đây vậy. Ví dụ như khi mà các bạn đến một căn nhà nào đó mà các bạn cảm nhận được một cái sự hiện diện của một thế lực vô hình nào đó, thì các bạn đôi khi các bạn có thể cầu siêu cho họ nè. Các bạn có thể gian giái họ, hoặc cho họ ăn, rồi coi đôi khi là tụng kinh niệm Phật, hay là họ đọc kinh thánh để cho có họ được tâm hồn họ được siêu thoát, thì có thể là họ sẽ bỏ đi và họ không phá mình nữa. Nhưng mà đối với Cư Văn Thông là hoàn toàn không có, là họ nó đã không được siêu thoát rồi, và nó đã bị ếm vào con búp bê, và nó phải sống như vậy bằng cái hình hài một con búp bê và một cái linh hồn trẻ em mà không bao giờ được đầu thai làm người nữa. Đó là cái điều đó là mình cảm thấy là họ cũng không có thích. Tuy là thường là tâm ác á, mà mình trỗi dậy khi mình nghe được những cái điều Cung Văn Thông mang lại cho mình. Nhưng mà đối với mình là mình thấy như vậy là rất là ác với một linh hồn, một đứa trẻ, là mình cũng không hoàn toàn chấp nhận. Nhưng mà đối với một cái ông pháp sư, tại vì đôi khi những người pháp sư đó họ lụm những cái linh hồn mà đã mất, và họ muốn luyện cái linh hồn đó và họ nuôi dạy nó theo cái kiểu của họ. Đôi khi là cái nếu như cái linh hồn đó may mắn gặp được một ông pháp sư hiền, thì họ sẽ nuôi dạy nó thành một con thiên linh hiền để có thể dạy bảo lặt vặt trong nhà. Ví dụ là con đi đó coi cái này cho ba, hay là đi đó coi cái này cho mẹ gì đó. Thì là những cái con mà được tinh luyện đó thì nó là hiền. Nhưng mà còn nếu như mà đối với một cái pháp sư mà tà tâm nhiều đó, là họ sẽ nuôi một con thiên linh đó thành một cái con thiên linh mà họ có thể cho, nếu như các bạn nuôi hiền á, thì các bạn chỉ cho nó ăn uống và hưởng nhang thôi. Còn nếu như các bạn nuôi mà có theo kiểu thiên linh mà các bạn nuôi mà nó dữ, là các bạn sẽ cho nó uống máu hàng tháng, hoặc là định kỳ một năm vậy, là các bạn phải cắt cổ một con gà hay là cắt cổ một con bò, con trâu gì đó cho nó uống máu để cho nó gia tăng cái năng lực. Và nếu như càng cho nhiều như vậy thì cái sự tà tâm và cái quyền năng quỷ dữ của nó sẽ cao lên rất là nhiều. Đó là cái chuyện là trong gia đình của mình là có ông nội mình làm về cái chuyện này. Và trước khi ông nội mình mất là ông nội mình đã biết được là sức khỏe đã yếu rồi, thì ông nội mình mới đem con thiên linh cái đó, đem hai con thiên linh cái đó lên chùa gửi. Và ông nội cột nó trên đó. Ông nội nói là ở trên đây tu đi, đừng có đi xuống núi làm gì,
và cũng không được đi phá ai, ở trên đây tu với thầy. Thì ông nội mình mới làm phép và cột họ họ trên đó. Và các bạn biết không, có những cái điều á làm theo kiểu là những cái con người con nít á, nó vô trong chùa nó chơi, nó phá, nó phá, đôi khi nó không biết được những cái điều đó là nguy hại, và đôi khi nó sẽ gỡ cái lá bùa hay là làm một cái gì đó thì sẽ xúc những cái con thiên linh cái, đôi khi là những cái con quỷ dữ ra ngoài. Và đó là lý do tại vì sao mà có những cái trường hợp xấu là bị quỷ ám ma ám mà tới chết không thể sống lại đó. Tại vì khi mà cái quyền năng của nó kêu bằng cái quyền năng tà tâm của nó đã lớn rồi, quỷ dữ trong người nó đã lớn rồi, thì cái sức mạnh của nó rất là ghê gớm. Với sức mạnh nó rất là ghê gớm, đôi khi nó bắt những cái linh hồn đó về làm, đôi khi mà nó giết bạn đúng không, nó làm cho bạn chết bằng một phương diện nào đó mà nó có thể làm. Thì khi nó làm cho bạn chết rồi là nó sẽ bắt cái linh hồn của bạn về làm nô lệ cho nó, các bạn hiểu không? Là những cái điều mà thiên linh cái mà nói chung đó là khu mang thông là nó nằm trong cái dạng là thiên linh luôn đó các bạn. Nhưng mà cái kia gọi là thiên linh cái là nó là một con thiên linh là nữ. Và cái này khu mang thông là nó một loại thiên linh tinh nhỏ đó, thiên linh nhỏ đó các bạn hiểu không? Thì mình quen nói thiên linh cái cho nên mình sẽ nói vậy để cho các bạn hiểu được cái câu chuyện mình muốn nói. À, là nếu như mà mình muốn nuôi thiên linh cái, tại vì đối với mình là nuôi thiên linh thì chỉ dành cho pháp sư thôi. Giống như khi các bạn nuôi một đứa trẻ thì các bạn phải có cái sự kêu bằng một cái sự nể trong cái con người nó. Giống như là mình muốn nuôi một đứa con đi thì nó phải sợ mình, các bạn hiểu không? Nó phải sợ mình mới dạy được nó. Còn nếu như các bạn mà nuôi con thiên linh cũng vậy, thì các bạn phải có quyền năng và các bạn phải trị được nó thì các bạn mới nên nuôi nó. Còn mình là một người dân bình thường mà mình chỉ thỉnh theo kiểu mang nó về và chăm sóc cho nó ăn thôi, thì các bạn không có cái quyền năng gì để làm cho nó sợ cả. Và nó biết được điều đó và nó sẽ đòi hỏi rất là nhiều. Ví dụ như những ông thầy, các bạn biết không, những ông thầy nuôi nó thường là không phải cái gì cũng cho nó đâu các bạn. Đôi khi là nó đòi cái đó đó, mà thầy thương thì thầy sẽ cho, còn thầy không thương thì thầy sẽ đánh. Các bạn biết không, thầy đánh bằng phép là họ có cái bùa chú, bùa thuật. Thì đôi khi họ vẽ lên một cây kiếm hay một cái cây gì đó, hoặc đôi khi là một cái tờ giấy họ sẽ đánh, hoặc đôi khi họ chỉ thổi vậy thôi. Họ chỉ đọc cái thần chú và họ thổi vô nó thôi là nó đã đau rồi. Cho nên là cái đó là giống như là một khi mà ba mẹ mà cầm roi đánh con gì đó, thì cái người thầy của đó cũng như vậy, là khi mà họ đánh những cái con thiên linh đó là họ phải dùng bùa phép mà họ đánh nó, là nó mới bắt đầu nó mới có cái sự sợ và sự nể và ông thầy nói gì nó mới nghe. Còn nếu như đối với mình là một người bình thường thì mình nuôi thiên linh đó là chỉ là phục tùng nó thôi, và sẽ có một ngày nào đó mình phải theo kiểu là sẽ có một ngày nào đó là mình sẽ bị nó giật ngược lại, tại vì mình không có quyền năng gì cả. Giống như là các bạn nuôi một con cọp dữ vậy đó, khi nó còn bé là nó sợ mình, theo kiểu nó không phải sợ mình mà nó quý mến mình. Nhưng mà khi nó lớn rồi, nó đủ quyền năng rồi, nó đủ sức mạnh rồi, nó sẽ quay qua nó ăn thịt bạn bất cứ lúc nào. Và ngày hôm nay mình muốn chia sẻ cái video này lên đây cho những ai đang tìm hiểu về Cưu Mang Thông và cái tiểu sử mà Cưu Mang Thông nó xuất phát từ đâu, cũng như là những cái lợi hại của Cưu Mang Thông mang lại cho tất cả mọi người. Cái video mình sẽ chấm dứt tại đây và mình sẽ làm một cái video riêng nói về những cái điều lợi và hại và những cái điều mà pháp sư không bao giờ nói cho tất cả mọi người biết. Và cái điều đó là chỉ là những người trong cái lĩnh vực đó, và mình là con cháu của những người đó, và mình sẽ nói cho tất cả mọi người biết là những cái lợi và những cái hại mà mình nên hay không nên nuôi Cưu Mang Thông nhé. Hãy đón xem video sau. Cảm ơn các bạn. Hãy đăng ký subscribe kênh để nhận nhiều video hơn. Và hãy bấm cái nút chuông để khi mà có video các bạn sẽ là người đầu tiên xem video của mình. Cảm ơn. Hẹn gặp lại. Bye bye. Nhớ like cho mình nha.